Xin chào mừng tất cả các bạn đang quan tâm theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học Mỹ. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bạn Ái Phi. Bạn vừa nhận được visa du học Mỹ để biết được cái quá trình làm hồ sơ của Phi thì như thế nào, cũng như là lý do vì sao Ái Phi lại chọn Mỹ làm điểm đến du học của mình nhé. Chị xin chào Ái Phi. Dạ, em chào chị ạ. Ái Phi có thể giới thiệu về bản thân em cho các bạn biết được không? Dạ, em tên là Trần Thị Ái Phi, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại là em đang hộ làm y tế học đường tại một trường tiểu học. Và hôm nay thì em vừa mới được visa du học Mỹ sáng nay. Cho chị hỏi là cái cảm giác mà khi em nhận được visa thì em thấy như thế nào? Em cũng không biết nói sao, nó bồi hồi mà nó mừng, nó làm sao. Em đi ra quầy EMS để mà em đăng ký dịch vụ á. Em quên mất số điện thoại em là bao nhiêu luôn. Quên mất số điện thoại của mẹ là bao nhiêu luôn. Đứng một hồi trấn an rồi em mới bình tĩnh lại rồi mới điền được cái form. Dạ, chị không biết là trước cái ngày mình đi phỏng vấn đó, thì cái tâm lý em có hồi hộp lắm không? Dạ, ngày hôm qua thì cả ngày thì em bình thường không sao. Nhưng tới tối lại thì em không có ngủ được. Nói chung có thứ thao thức cả đêm rồi á. Do cái lịch phỏng vấn của em là 7:40 sáng, sáng sớm. Thì em nghĩ là chắc em là người đầu tiên. Nên cứ 3 giờ sáng dậy, 4 giờ sáng dậy, 5 giờ sáng dậy, không có ngủ được. Vậy ha, dạ. Là lúc mà em lên đi phỏng vấn thì em đi với ai ha? Dạ, em đi với em gái em. Đi với em gái của mình. Dạ. Rồi chị không biết là trước đó thì cái tâm lý em nó hồi hộp như vậy rồi em có làm cách nào để có thể trấn an lại được không? Dạ, em thì người có đạo nên em suốt ngày chỉ biết đọc kinh và cầu nguyện thôi. Dạ. Rồi, chị không biết là nếu vậy thì bây giờ thì đã có được visa rồi thì em có cái lời khuyên nào dành cho những cái bạn mà để chuẩn bị đi phỏng vấn không em ha? Dạ. Thì lời khuyên của em thì em thấy vào phỏng vấn visa không có khó khăn như chúng ta nghĩ. Chỉ cần chúng ta bình tĩnh và nói thật to cho người phỏng vấn chúng ta nghe thì em thấy ok. Vào em, ông không nhìn em luôn. Ông chỉ hỏi thôi rồi em nói. Và em nói thật to, ráng hết sức để nói thật to. Ok, xong. À, xong là mình đã nhận được luôn. Dạ. Ông không có xem hồ sơ, không có gì hết. À vậy hả? Dạ. Rồi nếu vậy chị không biết lý do vì sao em lại quyết định chọn vậy để làm cái điểm đến du học của mình ha? Dạ, tại vì làm ở trường học á thì cái chuyên môn của em nó không có được phát triển, với lại là cái sự thăng tiến của nghề nghiệp á nó không có, nên em quyết định sẽ đi học tiếp nursing để mà về có thể làm vào làm một bệnh viện lớn để có thể mình phục hồi cái tay nghề của mình hay là nâng cao kiến thức rồi thăng tiến bản thân. Rồi, dạ. Vậy cái trường nào em đã chọn được khi mà học tại Mỹ em ha? Dạ, em học trường Houghton. Dạ, Houghton Community College System thì có đến 22 campus. Trong đó có một campus chính là chuyên giảng dạy về y học. Và thứ hai là campus, nó là Houghton đó là nó là một trong hai cái hệ thống cao đẳng lớn nhất Texas. Và nó thu hút đến hơn 70.000 sinh viên theo học. Dạ, ban em theo học là ban Texas thì ở ban đó nó không khí nó cũng giống giống Việt Nam. Nó không có lệnh bằng bán khác. Em thì em không chịu lệnh được nên cuối cùng em chọn Houghton. Vậy là cái thời tiết ở đây nó sẽ thích hợp với lại cơ thể của mình hơn. Rồi chị không biết thì cái lộ trình mà khi em qua bên Mỹ học nó như thế nào em? Dạ thì năm đầu tiên em sẽ học tiếng Anh tại trường. Và năm thứ hai em sẽ học vào chuyên ngành của em. Hai năm tiếp theo là học chuyên ngành. Và hai năm cuối cùng em sẽ chuyển tiếp lên trường đại học University of Houghton luôn. Rồi, còn cái dự định trong tương lai của mình thì như thế nào? Dạ, sau khi học 5 năm xong thì em sẽ quay về Việt Nam và em sẽ làm trong bệnh viện Nhi Đồng 2. Ở đó là có gì em đang làm ở đó. À vậy lúc đó mình đã có kiến thức cũng như là kinh nghiệm mình có thể vào đó tốt hơn đúng không? Dạ, trong quá trình mà em làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì em thấy dịch vụ rất là chu đáo. Nói chung lo cho em hoàn toàn hồ sơ từ A tới Z luôn. Em không phải nghĩ gì, em chỉ cần là chị Thảo bảo em nộp cái gì thì em đem lên nộp. Còn lại mọi thứ là chị Thảo lo cho em hết. Nói chung em rất là yên tâm về dịch vụ. Dạ, em học với anh Khôi được chừng 2 buổi. Thì anh Khôi cũng giảng dạy rất tận tình, nhất là tìm hiểu cho em về trường, về ban, về ngành học của em. Ái Phi có thể chia sẻ cho các bạn biết về cái quá trình làm hồ sơ của em như thế nào được không? Bây giờ em làm hồ sơ Dương thì cũng rất là nhanh, chỉ trong vòng hơn 1 tháng. Trong vòng 1 tháng thì em có E20, sau đó em phỏng vấn luôn. Thì quá trình làm, nói chung em không nghĩ là nó nhanh như vậy. Em nghĩ cũng phải 2-3 tháng sau mới có. Dạ, quá bất ngờ. Thì chị Thảo, chị biểu em nộp là sổ học bạ cấp 3, sổ điểm của trung cấp của em, rồi bằng cấp, rồi cái các giấy tờ chứng minh tài chính của ba mẹ, chỉ có thế thôi. Em cũng là được một người em giới thiệu vào Tân Đại Dương,
Nên sau này nếu mà ai có ý định đi du học thì chắc chắn em sẽ giới thiệu đến Tân Đại Dương. Rồi, chị rất là cảm ơn những chia sẻ cũng như là tình cảm mà Ivy đã dành cho Tân Đại Dương. Dạ. Chị hy vọng là sau 5 năm em học ở bên Mỹ có thể trở về để thực hiện được ước mơ của mình nha. Dạ, cảm ơn chị. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.